Rồi em chào tất cả các anh em nha. Tiếp tục chương trình thì em sẽ lên cái lô máy máy lớn cưa chuột cắt gỗ với lại đục mộng vuông rồi cái gì cưa vòng là cưa lọng anh em nha. Thì em muốn giới thiệu luôn thì tất cả máy này đều toàn bộ sử dụng điện 100 anh em nha, tất cả luôn là đều sử dụng điện 100 và toàn bộ em bao ship và bao sóng anh em nha. Tất cả luôn là hàng này em đã bao ship rồi anh em nha, và bao sóng luôn. Thì cái hình thức bao sóng của em thì nó là chỉ là bao motor sóng thôi anh em nha, tất cả luôn là chỉ bao motor sóng thôi, còn tất cả các chức năng còn lại anh em về tự vệ sinh tự dọn lại giúp em ha. Em chỉ là bao motor cho anh em là bao motor sóng anh em nha. Đấy, bao motor sóng thôi, còn lửa than bạc đạn hình vệ sinh lại thì anh em về tự làm giúp em nha. Và giá thì em đã niêm yết lên, mỗi một máy nó sẽ có một cái giá tiền khác nhau tương đương. Ví dụ như con này là 900k là đã là về bao ship rồi anh em nha, về đến nhà cũng chỉ là 900 thôi anh em nha. Đó. Và một lát nữa sẽ đánh cái mã số ở phía trước, anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số, sau đó gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đề. Rồi em sẽ, nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em, chốt xong anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 200k trở lên anh em nha. Trừ có những con đục mộng vụ kia, đục mộng kia anh em đặt cọc trước cho em mỗi đơn 500 anh em nha. Đó, mấy con đục mộng thì anh em đặt cọc trước cho em mỗi đơn 500, còn mấy con nhỏ lẻ này 200 anh em nha. Đó, hàng cái video này toàn là mấy con khủng long không à, con nào mấy nặng nặng không à. Rồi anh em quay sẽ quay từng con một, anh em xem coi như con nào anh em bằng ý alo cho em anh em ha. Đây, rồi con đầu tiên ngày hôm nay, con số 1, con này là con mài kiến anh em ơi, con mài kiến này. Đây, dây điện thôi em, cắm điện thôi. Chú có chỗ sắp xếp cho chú. Rồi, đảo chiều. Để đảo chiều lại đó. Đó, đảo chiều anh em nha. Đây là đảo chiều, còn đây là công tắc của nó. Con này là con mài kiếm anh em ơi. Đây là cái đá nó là đá nó mài, nghe anh em tới là nói là mài kiếm nhưng cũng chả biết là nó mài cái gì nữa. Đấy, đá của nó đây. Không phải là đá ấy kia. Rồi, còn đây là cái nắp của nó đây anh em nha. Đậy lại à, xong. Bắt lại em quay lại. Chặt rồi. Cái này cái nắp nó bị két miếng ở đây nè. Đấy, quay lại. Đúng chưa? Chả biết cái gì. Bỏ vô đây cho nó. Bỏ vô đây. Ấp lại, ấp lại cho đàng hoàng. Cái này anh em giờ anh em ấp lại xong là dặn ốc lại nha. Rồi con đầu tiên nó là 700k anh em nha. Bao sóng và bao ship anh em ha. Rồi đưa đi. Chú đưa đi cho cầm. Nặng hơn, chắc hơn chục ký á, hơi nặng. Rồi con số 2 nó sẽ là 450k. Con này coi như là nó xài vô cái gì đây, mà nó có cái mũi ở đây anh em à. Đây cái mũi của nó đây. Đó. Đây. Kéo này ra. Mà cho máy nó chạy đi. Mài gì vậy? Hình như cái đây là nó có con dây co ro đây nữa nè anh em nha. Đó. Con dây co ro ngay đây nữa sao á. Cái này nó chạy để quay vòng. Dây điện thì dây nối nè. Đây là cái gì em chả biết, là nó có một đường rãnh ngay đây nè. Em tưởng em nghĩ nó sẽ có một cái dây co ro nó kéo xuống dưới nữa hay là sao á. Kết cấu của nó nè. Rồi con số 2 450k là con này anh em nha. Con thứ hai 450 bao sóng và bao ship anh em nha. Đó, trong cái thùng của nó đây là em không biết cái gì luôn. Đấy. Đây hàng của Takubo Matic Hiroshima Takuda. Rồi mã số 2 450k con này nè, mà cũng hơi nặng ấy, không vừa đâu, hơi đậm. Rồi con số 3 nè, sau nó sẽ là con máy cắt gỗ lưỡi 380. Con số 3 con này nó là lưỡi 380 và nó là 1350W
380. Rồi, bật nó lại, bật nó lại. Ngoại hình nó cũng ok lắm anh em ạ. À. Đây, cái lưỡi của nó là lưỡi Skycook. Răng hợp kim của nó đây anh em nha. Răng này cũng mẻ nhiều ấy, đúng không ạ? Này xài tạm bợ thôi. Xài tạm bợ thôi anh em nhé. Xài tạm bợ thôi. Rồi. Lưỡi 380 hàng của Makita. Bật gắn điện em gắn đi. Rồi. Con này dây điện nối anh em nha. Dây điện con này là dây nối. Rồi nó là mã số 3, 700k bao sóng và bao ship anh em ha. Đấy, hàng Makita. Con này anh em về vệ sinh lại phát là ok thôi. Rồi, ok đưa đi. Rồi mã số 4 cũng là một con cắt 380 luôn. Nó cũng là Makita luôn. Cắt 380. Mã số 4. Con này thì nó bị kẹt cái công tắc anh em nha, không phải là kẹt mà mình nắm đầu mình dỡ ra. Ngoại hình con này thì ok hơn con kia nhiều. Được cái răng hợp kim này nè. Răng thì ngon hơn con răng con kia anh em nha. Đấy. Răng của nó ngon hơn răng con trước. Mà điều đáng cái là cái công tắc khi anh em bóp vô nè, đó, anh em phải kéo ra nó mới ra, đó, bóp vô nè. Kéo nó ra anh em nhà nó. Công tắc của nó bị cứng anh em về vệ sinh nó lại. Con này nó hơi cứng rồi, vệ sinh lại hết anh em nha. Hàng của em thì coi như em chỉ cần gắm máy vô là sóng là chết rồi anh em ơi. Em không có vệ sinh đâu anh em nha. Rồi. Con này dây điện này cũng không chấp không nối, điều nó cũng hơi ngắn anh em ơi, tầm 3-4 mét thôi. Thắng chạy bằng cơm anh em ơi. Thắng bằng cơm á. Rồi con số 4 này 700k cho anh em luôn. Bây giờ dọn cái công tắc lại cổ thang tí xíu anh em nha. À. Rồi số 4 700 như con kia luôn, được cái lưỡi hơn mà điều con này là phải dọn anh em nha, dọn cái công tắc lại. Rồi con số 5. 600. Con số 5 này 600k, con này là con cưa gỗ gặp với lại xéo luôn. Xoay với xéo, mất cái cặp tê, không có lưỡi. Đó, xéo đi em. Xay cứng rồi, xéo. À, xéo cũng cứng luôn em nha. À, xéo cũng cứng luôn. Mất cái nút dặn. Cái cây dặn, mất cái cây dặn rồi. Coi thì nó có bị bể vỡ gì không em. Không bể, không gỡ. Rồi anh em vệ sinh lại cái phần xay với phần xéo anh em nha. Rồi với lại bỏ cái lưỡi vô thôi. Con này xài lưỡi 216. 216 nó là 1050W sợi 8F sợi Hitachi. Con này vừa xay vừa xéo, lưỡi 216, máy chạy không có thắng, nó 1050W. Thì giá của nó là 600k bao sóng và bao ship anh em nha. 600k mã số 5 600. Anh em lưu ý một phần là hàng của bên em thì toàn bộ tất cả luôn là đều bao ship anh em nha. Tất cả luôn, không có cái nào mà em không bao hết. Bao ship cho anh em dễ tính á. Rồi con này mã số 7 em. Rồi con này mã số 7 là nó là 1.500k chạy hơi đánh lửa than này anh em ạ. Con này là một con cưa trượt sơi 8F bơi 2. Rồi con này nè, không có lưỡi nè. Dạ. 6 hả? À rồi rồi rồi. 6 cái này bảy đúng không chú? Mấy rồi 5 hả? Vậy con này số 6. Lột. Rồi con này số 6. Xay thôi, xay đi. Xay được anh em nha, con này xay được nè. Xay nhẹ nha. Rồi, chuột. Rồi.
trượt tới trượt luôn, trượt xuôi trượt ngược. Rồi ok, và xin lại tí xíu nữa là ok anh em nhé. Rồi xéo em, xéo xéo xéo. Rồi ok, xéo được luôn, đầy đủ chức năng. Rồi giờ chức năng quan trọng nhất là chức năng thang. Nó bị tét miếng nhựa rồi anh em nha, nó bị tét miếng nhựa. Đấy, máy vẫn còn tháng hơi nẹt lửa than anh em nha. Đấy, từ từ. Máy vẫn còn tháng hơi nẹt lửa than. Hồi nãy anh thấy cái con này nó hơi mềm mỉa, cái gì miếng chỗ nào mất ta. Anh nhớ lộn con kia, có hai con đúng không? À, còn hai con. Rồi, con này chỉ lỗi đúng không? Một cái góc chỗ này là cái cổ thang của nó, anh em về dọn lại nha. Đấy, em chỉ bao motor sóng là gắm điện vô là nó sóng dậy thôi là ok rồi anh em nha. Nghĩa là mất cái tay vặn này anh em nha, mất cái tay vặn này luôn. Rồi, máy không có lưỡi, xéo lại em, xéo lại. Đó, máy không có lưỡi, cặt tay thì vẫn còn. Đấy. Bỏ cái lưỡi vô là lại dọn cái cổ thang là xong anh em ha. Rồi, đới của nó còn màu vẫn ok. Rồi mã số 6 con này nó 1.500.000 bao ship anh em nha. Mã số 6 1.500.000 bao ship anh em ha, bao sóng. Rồi mã số 7. Rồi mã số 7 cũng là một con Hitachi luôn. Mã số 7. Con này nó là lưỡi 190 và 1050W sợi 7 FHS. Máy có đèn nhưng mà đèn này thì có cho vui thôi anh em ơi. Đó, bật hết được rồi. Đây lưỡi hợp kim, lưỡi ok anh em nha, lưỡi 190 thì đơn giản quá rồi. Nhà em cả đóng lưỡi 190. Tháo dây chai rồi bắt ngắt mình nè. Có một chỗ bị mỉa này. Đây. Một chỗ đây bị mỉa ngay đây anh em nha. Quay lại. Đó, quay đây. Chân này. Rồi. Chuột em, chuột. Tới chuột lui. Đó. Rồi, chuột tới chuột lui đây anh em nha. Đó. Trời lấy tay rút không à. Xoay. Rồi xay không được nè. Xay cứng, xay được. Em dỡ cái kia lên, nó có cái chống chân này nè. Tháo này ra luôn nè, nó mới xay được. Rồi xay quấn được nhà nào mà anh em vừa xin lại cho nó trơn tru anh em nha. Đấy, xay được. Rồi xéo đi em. Xéo. Rồi ok luôn. Rồi thay chết máy. Hơi nhá lửa tí xíu, 1-2 tia anh em ha. Đấy. Thắng thì coi như là hơi chậm tí xíu. Ống nhựa bình minh này. Đây, ống nhựa độ bình minh luôn nè anh em nha. Lật lại rồi. Đây là cái ống bụi gì đó, chả biết luôn, tét rồi. Rồi, mã số 7 1.500.000 luôn anh em ha. Mã số 7 1.500.000 bao sóng bao ship anh em nha. Mấy con này nè em, mấy con này cũng được. Rồi con này mã số 8 nó là một con cưa vòng. Mã số 8 là 1.600.000. Một con cưa vòng có đới, dỡ lên dỡ xuống ô tô. Ô tô kẹp. Đới của nó, cái này thì anh em giờ nhà vặn lại cái con dỡ lên nè. Dỡ hình như vặn cái con này nè, bẻ nó lại anh em nha, bẻ nó lại nó mới cắt được cho tới giờ. Xuống. Bây giờ nó mà đỡ như thế này không biết cắt vô cái ô tô để kẹp này nè. Đó, phải dặn xéo nó lại sao á. Con máy này nó bị cái tay của nó đây, anh em giờ gia cố lại nha, nó bị cái tay nó đây. Anh em giờ gia cố cái tay lại. Đấy. Con này là con của gì đây? Cô Si.
Đây cái chân là chân cô si nè. Cái chân là chân cô si. Còn con máy hiệu có tên nè. Gia cố lại cái tay của nó anh em ha. Rồi, giờ bóp em. Rồi máy thì chạy ok, không ngạt lửa không gì hết, chỉ là bị cái tay thôi. Bị cái tay thôi. Cái đới này ok anh em nhá. Ok hết. Bốn chân, mỗi cái tay thôi. Rồi con này nó là mã số 8. 1.600.000 anh em nha. Bao ship nè anh em, làm miếng miếng cái này nè. Đấy. Đây thì kẹp lưỡi. Hai miếng đó thôi, hàng cá đó thôi. Rồi. Mã số 8 1.600.000. Rồi con này mã số 9 hiệu Cosi. Đó, mã số 9 cũng là 800.000. À, cái con này nó gọi là đi chung cái đới là thằng kia mới là đúng rồi, mà con kia máy gì em cũng không biết luôn, màu xanh cũng là Cosi. À, bóp em. Con này cũng là con cưa vòng luôn, con này cũng không có bị bởi vỡ gì đâu. Imru luôn đây, chữ Imru. Không có lưỡi anh em ơi. Con này không có lưỡi, dây điện ok luôn. Không có lưỡi hiệu của Cosi. Đó, nó là 290W hiệu Cosi. Rồi con này mã số 9. Mã số 9 là 800.000 luôn, con này luôn, mã số 9 800. Rồi, con này mã số 10. Là một con đục mộng xích. Mã số 10. 900.000 con đục mộng xích của Makita. Nó là điện 110A là 900 hơn 900W anh em ơi. 10A là hơn 900W. Rồi, xích của nó đới chân. Hai tay gãy rồi. Lột số lột số khác đây. Hai tay bị gãy rồi. Này em để ý. Hai tay này bị gãy rồi anh em nha. Mã số 10 nãy em để ý. Rồi 750 cho đi luôn. Máy chạy hơi nẹt lửa tí xíu nè, mã số 10. Hai cái tay này nó bị gãy đây anh em nha. Rồi. 750 mã số 10 đưa đi luôn em. Lấy con đó luôn, con nào cũng được. Đây nè. Rồi con này là mã 11. Là 1.600.000, con này nó đục mộng vuông. Mà nó to lắm anh em ơi. Bình thường con 26 27 kg, mà con này nó 34 kg luôn nè. Đây nó là 34 kg anh em ơi. Rồi chọt tới chọt lui là bình thường nè. Tại test chức năng nè. Đi điện rồi. Này là của Makita. Rồi. Bao nặng luôn. Máy chạy Imru à. Bao to luôn. Kẹp phôi 20 sao á, 20 anh em nữa. Bỏ xuống đi. Con này là ống hút bụi nè. Ống hút bụi vậy đây. Này lăn tới lăn lui. Nhẹ, lăn tới lăn lui nhẹ. Mất cái tay rồi sao anh em nha, không có tay. Không có tay đưa lên đưa xuống. Đây tay sách. Đời này đời gì á. Rồi anh em nghiên cứu ha, mã con này là mã số 11, 1.600.000 bao ship anh em nha, nặng 34 kg. Nặng 34 kg. Rồi con này 12 nặng 32 kg. 12 nặng 32 kg, nó là 1.500.000 anh em nha, bao ship anh em nha, bao sóng luôn. Con này tới lui là cứng nè. Con này mất cái tay luôn, tay quay lên tay xuống nè anh em nha.
không có con nào còn tay hết á, còn dương quá không. Này kẹp phôi 20 luôn, này đới chân nó thì không sao đâu, đới nó đới nhôm nhôm đúc. Dây điện nối anh em nha, đây dây điện nối gắn điện cho đi. Con này hàng của Hitachi, kẹp phôi 20. Điện 100. Rồi. Nặng 32 kg. Mã 12, 1.500.000, bao sóng bao ship anh em nha. Kéo vô đây mọi người, kéo vô đây luôn. Rồi tiếp tục con này mã 13, 1.400.000. Đấy, con này cũng y như con kia luôn. Lăn tới lăn lui cũng nặng 34 kg anh em nha. Đó, điều con này nó bị mà không có công tắc anh em nha. Con này nó ở trên này nó bị mất cái nắp nè, với lại nó không có công tắc, gắm điện vô phát chạy luôn à. Cũng là con Makita luôn. Vậy nó ấy rồi, mất công tắc rồi. Chạy ok á. Sao nó không chạy? Hồi nãy chú thử làm sao? Tại vì là thử hai cái bánh xiếc bánh ngang luôn rồi. Dính luôn. Chú quấn sao giờ nó không chạy nè? Nó đi quấn đập đập luôn, đi thẳng luôn. Hả? Bây giờ nó vậy là con này không chạy. Vâng. Nhưng mà hư tắc thôi. Hư công tắc hả? Ừ. Quấn chạy. Để ok luôn. À, giờ làm sao cho nó chạy? Ừ. Giờ nó không chạy. Sống để vô chắc vô hai đầu sống đó. À. Thôi để đem ra bỏ sửa công tắc lại. Làm công lại công tắc đi. Làm lại công tắc cho. Rồi bỏ mã 13 đó đi. Đây, mã 13. À. Đây, bỏ mã cái con nó đi để lát nữa làm lại công tắc của nó đi. Rồi, 13, 1.100.000. Con này là con phay hai mộng. Phay hai lưỡi. Mà lưỡi mẻ rồi, đó, cái lưỡi này cũng mẻ luôn. Cái một lưỡi mất, một lưỡi còn, mà lưỡi này bị mẻ nè. Lưỡi này bị mẻ nè. Một cái mất cái còn. Cái đường ray nó hơi bị xéo nè. Được, bà xuống em, bà xuống em. Đường ray nó xéo cho nên là quay tới quay lui không quay tới. Quay tới quay lui nó cứng, nó chạy được nhưng mà nó cứng. Rồi, vệ sinh lại luôn em ơi. Rồi 1.100.000 con này. Test em, phay hai mỏng. Phay hai lưỡi á. Rồi ok, máy chạy ok luôn. Đó, mã 13, con này phay hai lưỡi. Rồi, 1.100.000 bao ship anh em nha. Nó nặng tầm khoảng 20 kg. Con này con Makita. Makita. 12.000 vòng trên phút 1430W. Mã 13, 1.100.000 luôn. Rồi, con cưa lọng này thanh lý cho nó đi luôn anh em ha. Rồi, mã 14. 700.000 con này, mã 14. Con này bị gãy cái đế bàn rồi, không có cái gì hết anh em nha. Nó gãy cái đế bàn rồi. Điện 100V. Bấm em. Dây điện nối. Đây luôn. Dây điện nối anh em nha. Không tắt đâu. Từ từ lật lên này, Công tắc đâu vậy? Motor đây nó còn sống anh em nha. Đây. Motor thì còn sống mà điện nó bị gãy cái đế bàn, cái bàn ngang rồi anh em nha. Này cưa lọng mà bị gãy cái đế bàn ngang rồi. Này anh em về độ chế anh em nha. Đầu của nó là đầu gật nè. Rồi 13 kg. Mã 14 nặng. Giá nó 700.000 bao sống bao ship anh em nha. Đó, motor sống thì anh em thấy rồi. Đây công tắc nó bấm vô là nó chạy. Rồi con này mã 15. Ui cha. Rồi mã 15, 750. Con này nó là con cắt gỗ lưỡi 190. 190.
còn đây là cái đới bàn của nó, miệng miếng ở đây anh em nha, đó là miệng miếng nhôm ở đây. Rồi bên này thì hình như là đã bị mất không? Một miếng chụp này, chụp bao giờ đây, lưỡi 190, lưỡi với con này lưỡi 190, răng hợp kim ok hết. Bị test cái chân nghe đèn xíu thôi, với lại mất cái nắp chụp này, nắp chụp này anh em giờ bỏ cái miếng gì vô anh em nha, đổ vô rồi test đi chú, nè nè chú, nghe cái chân này chú. Chạy em luôn. Chạy không dừng luôn lại nè. Chạy nó ngừng luôn. Nó cả. Anh em giờ dặn cái ốc lại nha, dặn ốc này nè. Dặn cho nó cứng lại là khỏi cà chạy em rùa. Rồi, con này mã bờ 5 750 anh em nha, mã 15 750k, bao sống bao ship anh em nha. 16 17 18 còn 3 con nữa. Mã 16. 600k con này cũng bị mất cái nắp chụp ở ngoài đây, anh em giờ bỏ cái miếng thiết chụp vô anh em nha. Đó, hơi xấu thôi. Giá thì coi như là tương đối ok anh em nha. Giá của nó là 600k. Hàng của Mitachi, xài đá 305, xài đá 305, hàng Mitachi, đới thì đới A, đới bằng nhôm, Oito đầy đủ, cứng thôi, anh em về xin lại. Nói chung là giờ con này chỉ anh em về chỉ còn đổ vô cái miếng chụp này cho nó an toàn thôi anh em nha, nó không có cái miếng này thì mất an toàn. Này. Rồi bớt đi em. À, 600k anh em giờ vừa xin lại anh em nha, mã 16 600k bao sống bao ship anh em ơi, bán bằng giá xác luôn. Mã 16 600. Rồi con này mã 17, con này là xài lưỡi 355, con này xài lưỡi 355 ơi, tô kẹp đầy đủ, hàng của Shingawa, đới bằng nhôm, 4 chân đầy đủ, đới bằng nhôm. Con này Shingawa, xài đá 355, 1450W và 3400 vòng trên 1 phút. Rồi, em ru luôn em ơi, giờ chỉ còn vệ sinh lại cho nó sạch sẽ là xài thôi anh em nha. Mã 17, 850k con này luôn. Rồi đá 355, mã 17, 850, đới nhôm, vệ sinh nó cũng dễ lắm em. Rồi con cuối cùng, con này xài lưới đâu không? Xài lưới 380, dỡ lên em, gặp lên gặp xuống. Nói chung là con này anh em giờ vệ sinh lại nha, xài lưới 380, con này nó là răng hợp kim, răng đẹp luôn em nha, máy 380. Rồi đới nó thì đới nhôm hết toàn tập, không gãy không bởi, nói chung là không gãy không bởi. Giờ vừa xin nó anh em nha, cưa gặp chứ không phải là cưa trượt anh em nha, con này nó không có trượt đâu. Rồi giờ vừa xin lại cái xoay lại cái gặp của nó. Đấy, gặp lên xuống hơi nặng, gần xuống hơi nặng. Rồi test máy đi em. Con này là con Makita LS0 LS100 Makita LS100. Rồi. Con này mã 18, giá của nó là 2 triệu anh em nha. Mã 18 giá 2 triệu cũng là con cuối cùng luôn. Hết. Rồi, chiều hôm nay em lên cái lô này, anh em ủng hộ em nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ha.